Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của vùng thấp nóng duy trì hoạt động mạnh nên trong 3 ngày tới, thời tiết chủ đạo tại Bắc Bộ vẫn là nắng và oi nóng. Trời nắng từ sớm và kéo dài, cùng với đó thì mức nhiệt cao nhất cũng tăng nhanh, phổ biến từ 34 cho đến 37 độ, có nơi còn trên 38 độ. Về chiều tối và đêm, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió yếu, khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông. Tuy nhiên, thời gian mưa không kéo dài. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Đối với khu vực Trung Bộ, trong cả 3 ngày tới tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì từ 36 đến 39 độ, cùng với độ ẩm thấp chỉ từ 45 đến 60% nên càng thêm khô nóng. Tương tự với khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Phú Yên cũng duy trì nắng nóng với mức nhiệt độ cao 35 đến 37 độ. Chỉ riêng khu vực từ Khánh Hòa xuống tới Bình Thuận thì nhiệt độ giảm nhẹ hơn, về chiều tối có thể xuất hiện mưa dông nhiệt cục bộ vài nơi. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai vẫn duy trì ít mưa, ngày nắng nhiều và nền nhiệt khá cao, từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ và 29 đến 32 độ tại các tỉnh Tây Nguyên. Sau đó, từ ngày 13 sang ngày 14 tháng 7, khả năng sẽ hình thành những vùng nhiễu động gió đông từ ngoài biển đẩy vào, nên khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông gia tăng cả về diện và lượng, có nơi có mưa to. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trên cả hai khu vực giảm nhẹ khoảng 1 đến 2 độ. Trên biển, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, khoảng từ ngày 13-14 tháng 7, có mưa rào và dông gia tăng, cục bộ có mưa to kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa, trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bản tin thời tiết của ngày 11 tháng 7 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.